17 thực phẩm ngăn ngừa sự mất cân bằng nội tiết tố nữ. Nội tiết tố nữ, hay còn gọi là hormone nữ, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa giữ chức năng sinh lý và phát triển của cơ thể phụ nữ. Chúng ta có hai loại hormone nữ chính là estrogen và progesterone. Estrogen chịu trách nhiệm phát triển và duy trì các đặc điểm sinh dục nữ, như sự phát triển của ngực và quản lý chu kỳ kinh nguyệt. Nó cũng ảnh hưởng đến hệ xương, tim mạch và da của bạn. Progesterone, một hormone khác, được sản xuất chủ yếu trong giai đoạn sau rụng trứng của chu kỳ kinh nguyệt, chuẩn bị tử cung cho việc mang thai và duy trì thai kỳ. Progesterone cũng giúp cân bằng các tác động của estrogen và duy trì sức khỏe tinh thần bằng cách giảm căng thẳng và lo lắng. Mất cân bằng nội tiết tố là một vấn đề phổ biến mà nhiều phụ nữ gặp phải. Nồng độ estrogen thấp vào thời kỳ mãn kinh dẫn đến các triệu chứng như mất ngủ, đổ mồ hôi ban đêm, gây bốc hỏa và thay đổi tâm trạng, thậm chí là loãng xương và các bệnh tim mạch. Việc duy trì sự cân bằng nội tiết tố là rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể và có thể đạt được thông qua việc chọn lựa các thực phẩm phù hợp. Do đó, để tránh tình trạng mất cân bằng nội tiết tố này, phụ nữ cần tăng nồng estrogen hàng ngày bằng các thực phẩm lành mạnh từ thực vật giàu phytoestrogen. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu 17 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa sự mất cân bằng nội tiết tố ở phụ nữ một cách tự nhiên. Bạn hãy tham khảo và đưa chúng vào thực đơn mỗi ngày của mình để luôn giữ được vẻ thanh xuân. 1. Hạt lanh. Hạt lanh chứa một lượng lớn phytoestrogen, một loại estrogen thực vật giúp cân bằng mức estrogen trong cơ thể. Hạt lanh cũng giàu axit béo omega 3, có tác dụng chống viêm và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. 2. Đậu nành. Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành như đậu hũ, tempeh và sữa đậu nành chứa isoflavone, một loại phytoestrogen giúp duy trì sự cân bằng hormone. Isoflavone có thể giúp làm giảm các triệu chứng mãn kinh và cải thiện sức khỏe xương. 3. Quả hạnh nhân. Hạnh nhân là nguồn cung cấp magie, vitamin E và chất xơ, giúp cân bằng hormone và cải thiện chức năng tiêu hóa. Magie cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh hormone stress cortisol. 4. Rau cải xanh. Rau cải xanh như bông cải xanh, cải bắp và cải bó xôi chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ, giúp loại bỏ các chất độc hại và duy trì sự cân bằng hormone. Các loại rau này cũng giàu vitamin C và K, cần thiết cho sự chuyển hóa hormone. 5. Cá hồi. Cá hồi là nguồn cung cấp axit béo omega 3 tuyệt vời, giúp chống viêm và hỗ trợ sức khỏe não bộ. Omega 3 cũng giúp cân bằng hormone bằng cách giảm viêm và cải thiện chức năng tế bào. 6. Trứng. Trứng là nguồn cung cấp protein, vitamin D và cho lai, giúp duy trì sự cân bằng hormone và hỗ trợ sức khỏe não bộ. Cho lai cũng đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất hormone và điều chỉnh chức năng gan. 7. Dầu dừa. Dầu dừa chứa axit lauric, một loại axit béo có khả năng kháng khuẩn và kháng virus. Dầu dừa cũng giúp cân bằng hormone bằng cách cải thiện chức năng tuyến giáp và tăng cường quá trình chuyển hóa. 8. Hạt chia. Hạt chia giàu axit béo omega 3, chất xơ và protein, giúp cân bằng hormone và cải thiện chức năng tiêu hóa. Hạt chia cũng giúp duy trì mức đường huyết ổn định và giảm viêm. 9. Quả bơ. Quả bơ chứa nhiều chất béo lành mạnh, vitamin E và chất xơ, giúp cân bằng hormone và cải thiện sức khỏe da. Chất béo lành mạnh trong quả bơ cũng hỗ trợ sản xuất hormone và duy trì chức năng tế bào. 10. Dâu tây. Dâu tây giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và chất xơ, giúp loại bỏ các chất độc hại và duy trì sự cân bằng hormone. Vitamin C cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe da. 11. Củ nghệ. Củ nghệ chứa curcumin, một hợp chất có khả năng chống viêm mạnh mẽ và hỗ trợ sức khỏe gan. Curcumin cũng giúp cân bằng hormone bằng cách giảm viêm và cải thiện chức năng tiêu hóa. 12. Rau mùi. Rau mùi chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ, giúp loại bỏ các chất độc hại và duy trì sự cân bằng hormone. Rau mùi cũng giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch. 13. Quả việt quất. Quả việt quất giàu chất chống oxy hóa, vitamin C và chất xơ, giúp loại bỏ các chất độc hại và duy trì sự cân bằng hormone. Các chất chống oxy hóa trong quả việt quất cũng giúp giảm viêm và cải thiện sức khỏe não bộ. 14. Hạt hướng dương. Hạt hướng dương chứa nhiều vitamin E, magie và selen, giúp cân bằng hormone và cải thiện sức khỏe da. Vitamin E cũng giúp bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương và duy trì chức năng miễn dịch. 15. Trà xanh.
Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là EGCG, giúp giảm viêm và cải thiện chức năng não bộ. Trà xanh cũng giúp cân bằng hormone bằng cách giảm mức cortisol, hormone stress. 16. Nho. Nho chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C và chất xơ, giúp loại bỏ các chất độc hại và duy trì sự cân bằng hormone. Các chất chống oxy hóa trong nho cũng giúp giảm viêm và cải thiện sức khỏe tim mạch. 17. Quả kiwi. Quả kiwi giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và chất xơ, giúp loại bỏ các chất độc hại và duy trì sự cân bằng hormone. Vitamin C trong quả kiwi cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe da. Vừa rồi chúng ta đã được điểm qua 17 thực phẩm hàng đầu giúp cân bằng nội tiết tố nữ. Hãy cân nhắc thêm những thực phẩm trên vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn để tận dụng những lợi ích mà chúng mang lại. Việc chọn lựa và tiêu thụ các thực phẩm giàu dinh dưỡng này không chỉ giúp cân bằng hormone mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn. Duy trì sự cân bằng nội tiết tố là yếu tố quan trọng giúp phụ nữ có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem hết video hôm nay. Để lại một lượt thích và cảm nhận của bạn để video được tiếp cận nhiều người hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để xem các video mẹo sức khỏe hữu ích nữa nhé. Như mọi khi ân chúc bạn sức khỏe, sự giàu có và hạnh phúc tuyệt vời.